Thực sự mà nói cơ và nghiệp hết thời thì cũng không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là cơ và nghiệp đang ở đỉnh vinh quang nhất và cơ và nghiệp chọn cách dừng lại chứ không phải là cơ và nghiệp hết thời. Cơ và nghiệp có thể làm được rất nhiều thứ, làm nhiều động tác, mình làm những cái mà mọi người chưa nhìn thấy được. Nhưng mà cơ nghĩ là cơ và nghiệp sẽ chuyển sang một cái niềm đam mê hoặc là truyền cái động lực đó cho cái giới trẻ tiếp theo, những cái bạn trẻ đam mê nghệ thuật xiếc, đặc biệt đó chính là con của cơ và con của nghiệp, và mọi người cũng đã thấy những hình ảnh như vậy rồi đó. Thật sự với của nghiệp bây giờ nghiệp cũng muốn về nhà thật sớm rồi, bởi vì rất là nhớ con, nhớ vợ và ba mẹ của mình. Cơ thì thời khắc này chỉ có muốn là về Việt Nam được ôm các bạn nhỏ, được có thể gặp ba mẹ, gặp những thầy cô, gặp những người thân yêu để cảm ơn mọi người đã yêu thương, lo lắng cho quốc cơ quốc nghiệp để có được cái thành công ngày hôm nay. Và chỉ muốn là về nhà nằm ngủ với vợ với con.